Hiện giờ chị Nghĩa và chị Phượng đang đứng đây là tổ đình của Phật giáo Hòa Hảo. Thì nơi đây là cái nơi rất là kỷ niệm, rất là thiêng liêng mà Đức Thầy được sinh trưởng tại nơi đây. Như coi như là một cái thánh tích gì đó quý vị. Thì mỗi lần chị Nghĩa về đây thì thầy viếng. Thì hôm nay thì Nghĩa cũng rất là có duyên được gặp chị Phượng, người chị rất là thân yêu của mình suốt 30 năm qua, để cùng thị Nghĩa thực hiện nhiều chương trình về sống giảng của Đức Thầy. Và hôm nay thì chị Phượng cũng được trở về đây trong những ngày rảnh rỗi, thì chị Phượng về đây để viếng, để kính lễ của các vị mộ của Đức Ông, Đức Bà, rồi được xem những cái bảo vật được trong nhà lưu niệm, rồi được trở về tổ đình, rồi được trở về chùa Ác Bà Tự. Thì từ sáng tới giờ chị đi rất là nhiều nơi và sung sướng quá. Chị Nghĩa cảm thấy rất là sung sướng. Không biết là chị như thế nào, chị cảm thấy trong lòng chị sao? Coi như là từ tối hôm qua là 10 giờ đi, mà kẹt ở trên cầu cao tốc có 8 tiếng. Rồi chạy về tới đây gần 11 giờ trưa rồi. Nhưng mà cuối cùng là được đi những cái nơi thánh tích của Đức Thầy. Và mình làm theo những cái lời của Đức Thầy dạy căn cho mình. Mình cảm thấy rất là vui mà mình được nhìn được những cái gì của Đức Thầy để còn lại để cho mình ấy, rất là cảm động mà trong lòng rất là vui sướng. Sướng đến nỗi rơi nước mắt luôn. Nói không nên lời luôn á. Mình rất là vui được mình được về thăm lại những cái nơi mà được Đức Thầy sinh trưởng tại nơi đây. À, trong lòng rất là vui, mong là rất là hạnh phúc mà mong được một ngày sớm được gặp Đức Thầy. Đó là quý đó, đó là quý nhất luôn ha. Rất là mong đó. Bây giờ là chúng mình phải làm theo những cái gì lời của Đức Thầy dạy. Mình đi theo đúng theo con đường của Đức Thầy. Thì em nghĩ là chị mong muốn một ngày nào được gặp Đức Thầy, thì hôm nay là chị đã gặp rồi, nãy giờ gặp rồi đó. Còn ví dụ như gặp mà hàng ngày chị gặp trong tâm thức đó, thì Thầy cũng đã ở bên cạnh chị hàng ngày đó. Thì Đức Thầy có nói là tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dân lòng tưởng sân tình đáo lai. Nghĩa là chị tưởng như vậy thì Thầy đã ở bên cạnh chị đó. Cho nên cũng chúc cho chị luôn vui vẻ và hết lòng ủng hộ cho chị Nghĩa thực hiện nhiều chương trình của Đức Thầy để mà phục vụ cho khán giả, cho mọi người. Thì thật ra 30 năm qua thì chị cũng là có ủng hộ cho chị Nghĩa rất nhiều về mặt tinh thần này nọ, đi đây đó để mình phát huy là cái nguồn sấm giảng của Thầy Tổ để lại, cũng như là những chuyện bên Thầy. Thì chị cũng đã có công là để ủng hộ Phật Pháp, thì nhân đây cũng về ngay cái mộ của ông Đức Bà phía sau và ngay trong tổ đình đó. Thì đây là một nơi rất thiêng liêng, thì Nghĩa cũng xin cầu chúc cho chị lúc nào cũng khỏe mạnh, tinh tấn, sáng suốt, tình bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, và lúc nào cũng nhớ đồng hành với chị Nghĩa nha. Nhớ hỏi nha, nhớ rồi. Nhớ nghe Đức Thầy trước khi ngày đi giáng này có dặn là ông Út, gia đình nói là ông Út là em của Đức Ông, là em giống chú của chú. Thì có dặn là hàng lưu này để thầy để đừng có mà dịch đi, cứ để đây đi là sao. Cái trận dịch bệnh cũng khủng lắm, nó diễn ra mà người ta không có cách nào mà chích thuốc hay là uống thuốc kịp hết. Thì người lấy thuốc thì Đức Thầy xối lên vậy nè, thì nó cái mức độ đó, có nghĩa là sau này những cái trận dịch bệnh kinh hoàng nó xảy ra mà mình không biết dịch bệnh gì, nhưng mà mình biết mình có những bệnh này nó rất là nguy hiểm. Có một cái điều mà mình nói là mình nghĩ có những diễn biến xảy ra mình thấy nó không sắp tới, dạng như là nó đúng rồi, dịch hiện tượng đó như là Covid hay này nọ, nó quá nhiều một chuyện mà thấy chết chết tê tạm. Mà Quynh thấy rõ ràng mình có đâu trị bệnh nào kịp đâu, thuốc men nào trị kịp. Cho nên mình thấy Đức Thầy nói là cái hàng lưu này nó cũng rất là đặc biệt, là sau này ai mà có phước báo lắm được trở về đây thì trong cái ngày đó Đức Thầy chỉ xấu lên hết, ngày nào được dính nước đó là người ta đắc bệnh. Cái đó là Đức Thầy nói trước cái ngày rất là quyền bí cái chuyện. Nhiều như hiện giờ cũng còn nước trong đó. Không, anh thấy những ngày lại là bà con cũng lại đây múc nước uống nha. Tỉnh, nhưng mà cái lời Thầy dặn là vậy đó. Dạ, trong gieo à. Nước uống mà. Hàng lưu này thì nó cũng vẫn giữ mãi vậy. Thì cái lời tiên tri của Thầy trước nó cũng có một cái gì đó nó dự báo, nó không có tốt đẹp cho cái nhân loại vì cái dịch bệnh sắp tới. Dạ. Thầy cũng nè cũng đang khỏi nè, mình làm để lễ đi cũng về.
Chào cho Phú. Dạ. Xong cái lòng thì nói như anh giới thiệu cái trước cổng đây á, xưa khi Đức Thầy còn ở đây á thì Đức Ông và Đức Bà là một người có uy quyền giàu nhất ở làng này. Nhưng mà đặc biệt là ngài để hai bên cái nhà đó là cái bảng hồi trước đó là với tiện đồng ninh. Có nghĩa là đón hết kể người giàu, người nghèo đều biết thầy Đức Ông nuôi hết, có nghĩa là không có coi trọng người nào mà không có rẻ người nào hết. Rồi cái đức độ của ngài tỏ sáng trong thời điểm đó rất lớn. Mình biết là cái nhà thế này là xưa là phải nói là bậc trưởng giả lắm chứ không phải thế vậy đó, chứ không phải là người thường mà được cái nhà lớn như kiểu là điền chủ tả điền hồi xưa. Dạ, nhưng mà người ta kính cái đức độ của Đức Ông với bà là ở chỗ đó, nghĩa là để luôn cái bảng luôn với chuyện đồng minh luôn, chứ không phải là chỉ nói miệng mà nói để trên cái bảng treo lên luôn, để cho mọi người gần gũi nhau hơn, không có một cái khoảng cách giữa một cái người quyền quý. Bởi vì Đức Ông Đức Bà sinh ra một vị Bồ Tát, một vị Thánh, thì dĩ nhiên là cái quy đức rất là lớn. Mà nếu mà người thường thì sẽ sinh ra cái ngã mạn sống cao nọ, nhưng mà riêng Đức Ông Đức Bà để cái chữ đó để cho mọi người biết được là Đức Ông và Đức Bà cũng sống theo cái lễ giáo, cũng phải biết thương yêu nhân loại chúng sinh, biết chia sẻ tình thương với mọi người, biết hòa đồng. Thì cho nên cái sự lan tỏa cái đạo đức của Đức Ông Đức Bà rất là lớn. Cho nên hôm nay mình về đây mình nên kính lễ để mình có được chút phước báo. Mình thấy đặc biệt không, rất là đơn giản những cái nơi mà những cái nơi này quý vị kính lễ là không biết Đức Ông Đức Bà. Tại vì Đức Ông Đức Bà Đức Thầy thì không có bày hành tướng nhiều, muốn thật sự là đơn giản thôi, đơn giản từ cái gì cũng đơn giản hết. Nhưng mà toàn bộ cái gì đó tiền bạc chắc để bố trí giúp người nghèo họ, nói rất là cái quan điểm của thầy, mà cũng là quan điểm của Phật tổ ngày xưa. Cái Phật tổ cũng bày bố hình tướng, thật ra suốt 49 năm Đức Phật cũng không hề bày ra chùa to Phật lớn, Đức Phật không hề có tướng cốt hết vàng như bây giờ đó. Quý vị nhớ kỹ, nếu mà nhìn về lịch sử Đức Phật thì thấy chính Đức Phật Thích Ca 49 năm ngày chưa bao giờ trời ra hình tượng hay là chùa to Phật lớn hay phết vàng cả. Thì chính ngài là người đã từng sống trên đống nhung lụa mà ngài phải bỏ, mà bây giờ ngài kêu để xây dựng để làm gì không, mà ngài đã đắc thánh quả rồi. Thì cái chuyện này ngài đã từng nói trong kinh Lăng Nghiêm là lấy âm thanh mà cầu ta,
lấy sắc tướng mà cầu ta, chỉ không bao giờ gặp ta. Đó. Cho nên hôm nay Đức Thầy ra đời, Ngài cũng nói chuyện theo dấu Phật tổ. Có nghĩa là muốn chúng sanh hướng về nội tâm, trở về nội tâm để mình có tu, có một kết quả tại tại thế này. Mình đạt được cái sự thanh tịnh, mình dẹp được cái tham, sân, si, phiền não. Còn mình đến với Thầy, đến với Phật là đến bằng tấm lòng, bằng trái tim của mình. Cái quan trọng nhất là mình phải trở về nội tâm mình để mình tu rốt ráo để giải thoát, chứ không phải là chùa to Phật lớn hay là mâm cao phủ đầy hay là hoa hương gì cả. Thì cũng hy vọng quý vị về đây là Thầy đã chứng rồi. Ta có lòng thành đến đây kính để thì mình nghĩ là các ngài đã ban phước lành cho quý vị một cái tình yêu không khổ đình. Cho nên quý vị thấy toàn bộ các thánh tích của Đức Thầy rất là đơn giản như xưa không. Chứ nếu mà Đức Thầy nói lên tiếng thì ông Đức Ông nói tiếng thì bây giờ nó thành một cái chủ tùng đài luôn. Nó là một cái khu này thánh địa, biết bao nhiêu triệu con người đã về đây. Họ muốn làm nhưng mà không, Đức Thầy không có ý tưởng. Đó là cái chân truyền của Phật tổ hồi xưa sao Đức Thầy nói theo giống như vậy, tu như vậy. Chứ không có. Còn sau này người ta bày cái hình tướng là nó đi sai với lời Đức Phật. Thật sự mà không dám nói, mà thật sự là Đức Phật không có chủ trương. Xem hết các bộ kinh lớn của Phật. Tỉnh là gần gia đình kia. Đó, là mình to lớn rồi. Sao trộn tâm hồn mình đâu ít lời gì đâu. Không phí rồi chết nằm đó. Cho nên thì mình cũng mời quý vị lên tỉnh để một lần nữa, để quý vị được ân chim công đức mà Thầy Tổ một vị Đức Ông, Đức Bà đã sinh ra cho mình một vị Phật, một vị Bồ Tát đang hiện hữu trên thế gian này, trên đất nước của mình để mà hoằng pháp, để đem lại cái xuống nguồn mát mẻ cho mọi người chúng sinh. Thì mình cũng phải có dịp tri ân hai vị này để mình cũng được một chút công đức. Vì giữa cái mùa dịch này mà huynh đệ mình được đi vậy là cũng phước báo lắm á. Nói chung mình biết không? Chú chồng cắm quay đó. Dạ kính thưa quý vị, thì hôm nay Thiện Nghĩa cùng anh Cường cùng khách cùng phái đoàn ở thành phố Hồ Chí Minh đi về viếng thăm các thánh tích. Thì kỳ rồi thì cũng đã viếng thăm ở An Hòa Tự, kính lễ Thầy rồi đến tổ đình. Thì đây là một cái phước duyên rất lớn mà hôm nay Thiện Nghĩa được dẫn các cái huynh trưởng trong nhóm rồi các anh em chưa biết ở đây cũng về đây để mà kính lễ, để thăm viếng những ngôi mộ của Đức Ông và Đức Bà. Thì hôm nay thì Nghĩa cũng thấy rất là vui. Không biết là huynh cảm thấy như thế nào trong chuyến đi này, huynh được kính lễ các cái vị thánh như Đức Thầy rồi Đức Ông, Đức Bà, rồi được trở về đây để viếng mộ nữa, thì huynh có cảm thấy trong lòng như thế nào? Thì bữa nay cũng lần đầu tiên là tham gia nhập với các anh chị đi xuống với thăm Đức Thầy Giáo Chủ, Đức Huỳnh Giáo Chủ, những nơi mà triển lãm là di tích của Đức Thầy Giáo Chủ còn để lại. Thấy rất là vẫn còn giữ tồn tại lại tới bây giờ, là một cái văn hóa, một cái kỷ niệm của Đức Huỳnh Giáo Chủ để truyền lại cho con cháu sau này. Thì nhân dịp đây gặp Thầy Thiện Nghĩa ở đây thì cũng lần đầu tiên, nhưng mà thấy trong lòng cũng có một cái gì nó cũng muốn theo đồng chân đạo trong chân lý của Đức Thầy. Tại Thiện Nghĩa thì cũng mong muốn sao mọi người hiểu được cái nền đạo Phật giáo hòa hảo. Tại vì Đức Thầy để lại một cái giáo một cái pháp bảo rất là tinh vi mà nói chuyện theo của Phật tổ, mà có người Việt mình dễ học, dễ hiểu và có thể nắm bắt một cách dễ dàng. Mà cái giáo lý của Ngài là một giáo lý chân truyền của Phật tổ để lại nữa, cho nên Ngài làm y theo cái nguồn gốc, cái đường đi nước bước của Đức Phật tổ ngày xưa. Thì hôm nay huynh về đây mà được thứ nhất là được viếng An Hòa Tự nè, rồi tổ đình nè, rồi được viếng chỗ là gọi là nhà lưu niệm nè. Điểm này, điểm thứ tư là chỗ mà mộ Đức Ông, Đức Bà. Thì huynh thấy trong lòng có cảm xúc thì thấy trong lòng là
Vui không? Chắc có một cái nhân viên nợ chắc cũng mong những đồng đạo, những bá tánh hãy theo quay về đức thầy giáo chủ là một cái gương tốt cho loài người, để mình hướng đó mình tu tập, hướng đó tìm con đường giải thoát của mình ha. Xin cảm ơn sư huynh nhiều ha. Bây giờ mình tiếp tục đi nữa nha. Kế tiếp là mình sẽ đi đâu qua sư huynh? Bây giờ là nói sư huynh nghe, hé lộ này là hơi bí mật, coi như là một cái bảo vật mà đức thầy ngày xưa đó đi thuyết pháp á, ngày độ đời thì ngày mặc áo dài và khăn đóng theo cái cổ truyền của ông bà tổ tiên ngày xưa đó, ngày ăn mặc theo kiểu mà áo dài và khăn đóng không à, cho nên lên diễn đàn thuyết pháp thì lúc nào ngài cũng ăn mặc nó đúng cái truyền thống hết á. Hôm nay thì cái bảo vật đó được một vị đồng đạo mình cất giữ là gần 80 năm và để trong cái lồng kính á, thì một viên rất là đặc biệt thì cái vị đó đã vỡ cho mình xem, vỡ ra cho mình xem để mình biết được cái bảo vật đó. Chứ mấy mươi năm nay ông giữ ông giữ kín lắm, không có dám cho ai xem hết á. Mình cũng có rất phước á, cho nên á thì cũng tranh thủ đến đó cũng gần thôi để mình được sờ lên chiếc áo mà của đức thầy mặc năm xưa là 80 năm đó huynh. Cho nên á là mình cũng có phúc duyên, cho nên hôm nay cũng muốn hôm nay thì cũng về thầy kêu thiện nghĩa rồi này. Thiện nghĩa là về dìu dắt một em con cháu rồi em một cái nơi mình để mình tìm huynh tìm được một cái chân lý nó và nó tốt đẹp để cho hậu thế đó. Rồi trước mắt đó thì mình được cái gì